siêu phẩm 2024 D193 Đây là hình thức bên ngoài này Chúng ta cùng tháo cái mặt của nó ra để xem bên trong nó sẽ có cái nội thất như thế nào nhé mọi người nhé Rồi, đây là mặt lưới của nó này à, Lội thất bên trong loa D193 vỏ gỗ thùng gỗ Cũng được sử dụng là 2 bát 25 Và chúng ta sẽ có tổng là 7 loa nếu mà theo như mọi người ấy, tôi gọi là 7 đường tiếng đấy, con hay 7 đường tiếng nhá. 7 loa. Con này 7 loa, 2 bát 25, đánh uy được ngoài trời. À bass của nó là màng gần vải này, đấy. 2 bass 25. Một tép kèn. Hai loa chung và hai loa chép. Đây để tép kèn này, đây là hai loa chung nhá. Và đây là hai chép. Cũng là hai bass 25 nữa, hai bass 25 vỏ gỗ cùng thùng gỗ thiêu đẹp, siêu đẹp luôn. Đấy à, bảng mạch thì có đầy đủ các chức năng. À, nguyên đằng sau nó sẽ nhìn thấy này. Cổng sạc là này, 15V 8A này. đàn cắm guitar này, mic in này, cổng live livestream nhá. Cổng cắm mic này. Cổng cổng out này, để cắm la trầm Hoặc là nghe tai nghe nha, cổng AUX này. Cổng coca này. Cổng đấy. Cổng TF này thì nhớ này. USB này, cổng OTG này và có cả cổng HDMI nhá. Cắm được trực tiếp vào máy tính và, và à từ tivi ấy, chân HDMI luôn, không cần phải chuyển đổi. Và cái cổng OBT. Như rằng bảng mạch xịn nó mới có những cái dòng này thôi và nút chỉnh rất nhiều nút luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 nút. 11 nút là uh, nút 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 núm chỉnh và nút nút bấm sẽ có bao nhiêu nút. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 cộng 11 là 23 nút chỉnh mọi người nhá Đây à, Chúng ta sẽ nhìn thấy là PHV này, GTV này, MV này, MCHEP M và MBAT Và HK sẽ có mạch gì? ECHO Revert và delay Đấy, à, ba cái echo, revert và delay này Chuyên cho ai mà hát karaoke -OK này Chép này, bass này, volume Mic là mic kim loại Xét được tần số mấy kim loại xét được tần số con này mic hát khá là nhẹ đẹp long lanh luôn lặng 16 cân và giá thị trường của nó đang ở khoảng 6 củ rưỡi mọi người lên livestream của em thì có để săn được con loa này với cái giá dưới 4 củ dưới 3 củ và thậm chí là dưới 2 củ nhá trên livestream của thành được lúc buổi sáng là từ 10 giờ đến 12 giờ và buổi tối từ 20 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần Okay, chat.